Xin chào tất cả quý vị và các bạn Cùng đến với xe 24 giờ Để biết thông tin về giá xe Tổng ăn bánh Chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Ford RS Bản Titanium Bản 2 cầu ạ Chiếc xe Ford RS Bản Titanium Bản 2 cầu này Khi mà sang cuối tháng này Đang có các chương trình khuyến mại như nào Thì em sẽ giới thiệu cho em cách chiếc cụ thể ạ Còn em chưa đăng ký kênh của em Thì anh em mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok xin phép được đi vào vấn đề chính ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 452 triệu ạ à. Sang cuối tháng 8 này thì đại lý chúng em đang bán đúng giá cho em nhá Với giá đang là 1 tỷ 452 triệu đấy ạ à. Còn một giá tốt hơn Hãy khuyến mại nào Tặng phụ kiện ra sao Chi bánh nào Thời gian giao xe ra sao Thì anh em hãy có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Qua số điện thoại góc dưới trái màn hình Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Vậy thì chiếc xe Ford Everest bản Titanium bản hai cầu này Là mấy nổi đang là 1 tỷ 649 triệu ạ còn trả góp thì đang là 504 triệu Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 600 triệu tròn Trả góp thì đang là 456 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 1 tỷ 629 triệu Trả góp thì đang là 484 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 620 triệu Trả góp thì đang là 475 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng hân bánh Chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lá xuống hành như nào Thì anh em điền tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để gửi người ra thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất Và chính xác nhất cho em ạ Sao có 7 tỉnh áp thuế 12% Đó chính là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn Na, Quảng Ninh, Hải Phòng và Cần Thơ ạ. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford Everest bản Titanium, bản hai cầu, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest, Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé để mình sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Ford cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em Sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. À. Ok xin phép em sẽ dừng giao đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ